Thần Long Sách. Nào Tôn Đại Nhân, mời ngài. Thường Chi Huyện, ngài yên tâm đi, chức chắc chắn thuộc về ông. Ông đợi ngài nhậm chức đi. Tiểu nhân xin đa tạ đại nhân trước. Mời ngài. Đa tạ. Kẻ nào? Thuộc hạ Mã Nhất Quang có chuyện cần bẩm báo. Chuyện gì? Không phải ta bảo không được phép đi linh tinh sao? Người này là tâm phúc của tại hạ. Vào đi. Đại nhân, có chuyện gì thì mau bẩm báo, đừng làm lỡ việc của ta và đại nhân. Có người muốn lấy mạng chó của ngươi. Khốn kiếp! Đại nhân không sao chứ? Tiểu nhân đến muộn để đại nhân sợ rồi. Ngươi lại là ai? Bổ nha đầu huyện Võ Duyên, tên Lục Phong Xuân. Phong Xuân, ngươi đến muộn một chút là ta bị hại rồi. Đừng chen lấn, ai cũng có. Mọi người đều có, đừng chen lấn. Cho tôi chút đồ ăn đi. Cụ già, muốn đi đâu vậy? Đi đến đâu hay đến đó, ông trời tuyệt đường sống rồi. 3 năm hạn hán, vụ mùa thất thu, lẽ nào quan phủ ở đây trơ mắt ngồi nhìn dân nạn không lo sao? Quan phủ ngày ngày thịt cá, sống chết của bách tính ai thèm quản. Trên đường đi, người chết khắp nơi,
ngân khố triều đình phát cho dân nạn đâu. Sớm biết chuyện như này thì chúng ta đã xin một bản công văn của Bao đại nhân rồi. Có công văn hay không, chúng ta cũng phải đi một chuyến huyện Võ Duyên. Nhưng ở đây không phải phủ Khai Phong. Vốn dĩ ta định lần này về thăm phụ mẫu, giúp Mặc gia đòi lại công bằng vụ án 7 năm về trước. Chuyện gì thế? Lục đại nhân, ta bị quan. Nương, mong ngài thương xót, cầu tình phán đại nhân giúp tiểu nhân. Xin hãy thả người đi Lục đại nhân. Lục đại nhân, ta bị quan. Đứng lên, đứng lên. Quan ổn, đi mau. Nương, nương. Phu nhân, phu nhân, lão gia, phu nhân, cha, cha, lão gia. Trần đại nhân, thời gian đã tới, hành hình đi. Dân. Các vị, người phạm tội là phùng nhất quan, tội làm loạn, muốn giết tri huyện đại nhân, thường thọ huyện Võ Duyên. Nhân chứng vật chứng đầy đủ, tội không thể tha. Theo luật sẽ chém đầu trước toàn dân thiên hạ. Thời khắc đã đến, hành hình. Thần Long Sách. Người tiếp theo. Người tiếp theo, mau lên. Đa tạ phu nhân. Đa tạ, được. Không cần đa tạ. Người tiếp theo. Nào, cầm chắc. Phu nhân, thiếu gia về rồi. Sách Nhi, nương, con trai bất hiếu, để người chịu khổ rồi. Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Lần này con quay về là gì? Mộc Hoa. Nương, không phải con không muốn về thăm người. Bây giờ con đang phò tá Bao đại nhân, thực sự không thể rời ngày ấy. Nam nhi chí hướng bốn phương, đạo lý này nương hiểu. Nhưng nương cũng biết, gian dối chính là bất hiếu. Nương giả bệnh để con về, chính là vì muốn con và Mộc Hoa sớm thành thân. Chỉ cần các con thành thân, ta sẽ không ngăn cản bọn con nữa. Có phải vội vàng quá không? Người khác đã sớm bế con rồi, nương không đợi được nữa rồi. Công tôn đại ca, uống trà đi. Mộc Hoa, nước đầy rồi, để ta lau cho. Công tôn đại ca, muộn rồi, huynh còn chưa ngủ sao? Ta cùng nương nói chuyện một lúc.
Mộc Hoa, mấy năm nay muội sống tốt không? Nhờ phúc của Công Tôn đại ca, Mộc Hoa sống cũng rất tốt. Ta đã rất nhiều lần nhờ người nghe ngóng tin của muội, nhưng lại không có tin tức gì. Cũng không biết 7 năm nay muội rốt cuộc ở đâu. Từ khi cha ta bị Thường Thọ hãm hại, chết thảm ở trong ngục, mẹ muội ôm hận mà tự sát, tài sản rơi vào tay lão già đó. Bà muội lại là một nữ tử yếu đuối, ngoài việc ra ngoài thành tìm cậu ở Tứ Xuyên thì còn có thể đi đâu? Nghe nói muội 3 tháng trước mới về Võ Duyên. Nửa năm trước cửu cửu qua đời rồi, muội lại trở thành người lang thang không nhà. May mà có bá mẫu thu nhận muội. Mộc Hoa, Thường Thọ đã chết rồi, ta không còn cách nào để giải oan cho gia đình muội. May mà ta và muội đều quay lại rồi, ta phải cưới muội vào nhà một cách quang minh chính đại, để an ủi linh hồn của hai vị. Chương 2. Nương, về coi cha đi. Xin hỏi hai vị là? Phùng phu nhân, tại hạ là Công Tôn Sách. Công Tôn thiếu gia, phu quân ta đã không còn nữa rồi. Năm đó ông ấy có đắc tội ngươi chỗ nào? Vẫn mong ngươi đừng trách mẹ con quá phụ ta. Phùng phu nhân đừng hiểu lầm, ta không đến để báo thù. Ta chỉ không hiểu Phùng đại nhân tại sao lại giết Thường Thọ. Chàng ấy trung thành với Thường Thọ hơn là con chó. Chó sẽ cắn chủ của mình sao? Đại nhân, Phùng thị, mau giao Phùng Nhất Quan ra đây, bồi thường 4.000 lạng bạc tiền cứu nạn. Nếu không, bổn quan sẽ trị tội các người, chém đầu cả nhà. Đại nhân, lão gia nhà tiểu nhân đã bị chém đầu, dân nữ không dám kêu oan với người. Dân nữ thực sự chưa từng thấy 4.000 lượng bạc đó. Cầu xin đại nhân tha cho chúng tôi. Cút ra. Lục soát. Mau đứng lên đi. Đại nhân, đã tìm khắp nơi rồi, không tìm thấy ngân lượng của quan. Trong nhà không có, chắc chắn giấu ở trong quan tài. Mở ra lục soát. Đại nhân, đại nhân, ngài tha cho cha con đi. Cầu xin người tha cho cha con đi. Tha cho cha ngươi. Cha ngươi đối xử với cha ta thế nào? Cha ngươi phải bị giết 100.000 lần cũng không cởi được mối hận trong lòng ta. Hết ra. Lục soát. Cha.
Dừng tay. Hỗn xược. Thường đại nhân, 7 năm không gặp. Tính khí của ngươi vẫn không thay đổi, vẫn nóng giận như vậy. Công tôn sách. Đúng. Quá ra ưu tài năm đó đổ bản vàng là ngươi. Không kiếm ăn được ở bên ngoài nữa, nên chạy về ăn bám mẹ à. To gan. Dương Triều, không cần giận. Thường đại nhân, từ trước đến nay muốn điều tra án phải có chứng cứ xác thực. Ngươi nói Phùng Nhất Quang tham ô ngân lượng có chứng cứ không? Phùng Nhất Quang mưu đồ giết cha, Tôn Thông Phán và Lục Bổ Đầu đều tận mắt nhìn thấy, và Du Khống Phán đại nhân giết dân thường. Từ đó phạm phải lỗi tạo phản. Nếu đã như vậy, sao không đợi sau khi điều tra quan lượng thì kết án Phùng Nhất Quang? Lục Xuân Phong. Lục Xuân Phong, có thuộc hạ bắt cái tên ưu tú không biết sống chết này xuống cho ta. Ta sẽ ai dám. Cha nó, đứng im. Cha, lão gia. Lão gia, nương. Lão gia. Cha. Lão gia. Cha. Cha. Nào, bắt tên lừa đảo này về huyện môn. Dân, ta sẽ đích thân hỏi tội. Dừng tay cho ta. Công tôn sách, ngươi muốn trở thành kẻ giết quan sai sao? Đao kiếm vô tình, Dương Triều nếu như có lỡ giết hại người, cũng phải để cho Lục Bổ Đầu con đường sống. Thường đại nhân, đại ca công tôn của ta có nghi ngờ về cái chết của Lệnh Nhi. Lẽ nào ngươi không muốn điều tra chân tướng để bắt hung thủ sao? Ăn nói hàm hồ. Lẽ nào trên thế gian này còn có hai Phùng Nhất Quang? Nếu như đại nhân đã nói không có lần sau, vậy ta muốn hỏi Lục Bổ Đầu vấn đề cuối cùng. Lục Bổ Đầu, xin hỏi võ công của Phùng Nhất Quang thế nào? Công tôn sách, vì ngươi là một tên thư sinh đứng đầu bảng vàng, cho ngươi nợ một đao, như thế có thể không lấy mạng của ngươi. Quay về phủ. Mau, đi thôi. Mau, mau lên. Nương. Mau lên, mau lên. Dương đệ, đệ thấy thế nào? Tôn huynh, huynh xem tay cầm đao của đệ đều có vết chai, nhưng mà tay của Phùng đại nhân chắc chắn không phải là tay cầm đao cầm kiếm. Phùng Nhất Quang, con người này ta cũng khá hiểu. Như phu nhân hắn nói, hắn trung thành với Trường Thọ như thế, nói gì nghe nấy. Nếu nói hắn quay lại cắn chủ, ta có chút không tin. Nhưng quan trọng trước mắt mấy người
Tôn Thông Phán, Thường Thanh cũng được, Lục Phong Xuân cũng được, bọn chúng đều không cần giết người tâm phúc của Thường Thọ. Vấn đề chính là ở đó. Theo ta quan sát, Lục Phong Xuân cho dù không phải đối thủ của đệ, nhưng luận về võ công không hề kém đệ. Đúng vậy. Võ công của Phùng Nhất Quang so với Lục Phong Xuân, Phùng Nhất Quang sau khi giết Thường Thọ, Lục Phong Xuân đã để hắn chạy thoát. Tại sao lại phí sức sau khi hắn tháo chạy lại bắt hắn về quy án? Nói cũng có lý. Người chết quan trọng, để hắn yên nghỉ đi. Quyền quyền yếm ức, thanh thanh tư. Tự tố bình sinh, bất đắc tri. Đuôi mày hạ xuống, tiếp tục gãy đàn. Nhưng ta đường đường là Ung Châu tri huyện, quyền thế của thái sư Tôn Minh An lại coi thường ta như thế. Lão gia tính cách điềm đạm, như vậy lại quay về yên tĩnh. Chúng ta ở đây thưởng rượu vui vẻ, há không phải vui hơn sao? Xử lý những việc bề bộn ngoài kia có phải mệt hơn không? Đúng là bọn nữ nhân. Đại nhân, hiện có lục phẩm phủ khai phong đeo kiếm vệ sĩ triều đình cầu kiến. Đây là giấy xác nhận. Thường Thanh này làm việc còn non nớt. Ngươi quay về bảo cho hắn, hắn rất nhanh sẽ trở thành tri huyện của huyện Võ Duyên. Ngươi còn chuyện gì sao? Trên đường đến đây, tại hạ nhìn thấy Công Tôn Sách. Công Tôn Sách, hai người họ hình như đến nhà Phùng Nhất Quang. Không biết có phải hắn nghi ngờ bản án định tội của đại nhân với Phùng Nhất Quang. Khốn kiếp, lẽ nào chính mắt ta chứng kiến lại không giết được hắn? Ngươi còn biết bọn chúng đi đâu không? Đi đến Trần Phủ. Có phải nạn đói đã kinh động đến thánh thượng không? Phùng Nhất Quang thích khách Thường Thọ đến nay chưa tới nửa tháng, tin tức đã truyền đến Đông Kinh. Bọn ta cũng không thể đến đây nhanh như vậy, e là khiến tiên sinh thất vọng rồi. Theo đại nhân thấy, Phùng Nhất Quang giết Thường Thọ đã thành bản án thép rồi à? Tiền cứu nạn của huyện Võ Duyên quả thật là do bổn quan phân phát. Phùng Nhất Quang trông coi kho lương thực, quả thật là gần quan được ban lộc. Vì vậy đại nhân cũng cho rằng Phùng Nhất Quang đã tham ô, lo lắng sự việc bại lộ, vì vậy mới giết Thường Thọ. Chiêu của Phùng Nhất Quang chính là như vậy. Xin hỏi đại nhân, có từng đích thân thẩm tra chưa? Là Tôn Phán Quan đích thân thẩm tra. Đại nhân, đại nhân, đại nhân, không hay rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Ra tay rất độc, một đào chém chết. Sao lại có chuyện này chứ? Người đâu? Mau dắt hai con người khác đến đây cho ta. Dạ. Ban ngày ban mặt mà thích khách cũng dám hành động,
Vẫn mong đại nhân đề phòng hơn. Cáo từ. Cáo từ. Còn nói là cánh tay đắc lực của Bao Chuẩn cũng chỉ là lời đồn đại mà thôi. Lẽ nào không nhận ra đây là có người muốn uy hiếp các người, không nên lo chuyện Bao Đồng sao? Chương 3. Thường đại nhân, muộn vậy rồi sao ngài còn chưa ngủ? Thường đại nhân, là người à? Cút! Đừng có làm phiền ta xử lý chính vụ. Theo đệ thấy, người nào không thích chúng ta nhúng tay vào vụ án này? Hung thủ thực sự giết Thường Thọ, còn có người thực sự đã tham ô ngân sách. Tại sao không đợi điều tra quan ngân xong thì hãy kết tội Phùng Nhất Quan, Lục Phong Xuân? Phùng Nhất Quan giết cha người là do Tôn Thông Phán và Lục Bổ Đầu tận mắt chứng kiến. Võ công của Phùng Nhất Quan và Lục Phong Xuân khác một trời một vực sau khi Phùng Nhất Quan giết Thường Thọ. Lục Phong Xuân còn để hắn thoát thân. Xin hỏi võ công của Phùng Nhất Quan như thế nào? Giết chết người của ta thì không nên nóng giận giết người của ta. Ngươi tự mình đến cửa hay là để ta giúp ngươi mở mạng che mặt? Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó không. Huynh đệ, đừng sợ chó tốt không ngăn được một đàn sói. Lên cho ta. Lên. Thường Thành phái người đến hay là Tôn Minh Anh? Diêm Vương phái ta đến. Tại sao lại làm như vậy? Vì cô. Sư huynh, nếu như huynh giết Công Tôn ca, huynh tưởng mộ sẽ tha cho huynh sao? Ta không nghĩ làm hắn bị thương. Ta chỉ muốn giáo huấn hắn. Giết ngựa của hắn còn chưa đủ sao? Mộ theo dõi ta. Không, muội chỉ theo dõi Công Tôn ca. Sư huynh, mong huynh đừng làm tổn thương đến hắn. Công Tôn ca, đừng làm hắn bị thương. Ta muốn hỏi muội, hắn rốt cuộc làm gì cho muội để muội phải quan tâm hắn thế? Ta vì muội làm bao nhiêu gì, lẽ nào còn không so được với hắn sao? Mộc Qua, nếu như ta không hại hắn, hắn sẽ hại muội.
Cho dù là như vậy, muội cũng nhận. Muội làm muội chịu. Sư huynh, Thu Nha bây giờ cũng báo rồi, đừng tiếp tục lưu luyến quan trường nữa. Chỉ cần muội một ngày không rời khỏi Võ Duyên, thì ngày đó ta còn ở lại Võ Duyên bảo vệ muội. Mộc Hoa, Mộc Hoa, đứa trẻ này, Mộc Hoa đâu rồi? Nó đi đâu rồi? Tiểu thư, Mộc tiểu thư, có không? Không có. Tìm tiếp đi. Mộc tiểu thư, Mộc tiểu thư. Muộn vậy rồi, đâu có thể đi đâu chứ. Nước lạnh, chắc mùi ấy không ở trong phủ. Tìm thấy rồi. Nó ở đâu? Tỉnh lại đi, Mộc tiểu thư, tỉnh lại đi. Mộc Hoa, sao lại ở đây? Mộc Hoa, Mộc Hoa, Mộc Hoa, sao thế? Muội đâu vậy? Muội nhớ, muội hái trà xong, chuẩn bị đưa cho Công Tôn ca. Đột nhiên giữa đường, chắc là tên thích khách vừa nãy, chắc là gặp phải muội, nên đánh ngất muội, dứt ở đây. Nào, có sao không? Yên tâm đi, không còn sớm nữa. Dìu tiểu thư về phòng nghỉ đi. Vâng, mau dìu nó về đi. Đây là thư cầu cứu của Phùng Nhất Quang, hôm qua ta lấy được ở huyện phủ, xem có dấu vết gì không. Để xem. Chắc chắn có người ép tay của Phùng Nhất Quang, bắt hắn ấn mạnh xuống. Quả đúng là thế. Gõ cửa. Mở cửa, mở cửa, mở cửa. Người đâu? Người đâu? Mau tới đây. Không biết đại nhân đích thân đến đây có gì phân phó. Công Tôn Sách, ngươi bớt giả vờ với ta đi. Giao ngay người tối qua trộm công văn của ta ra đây. Không biết Bạch đại nhân đang nói cái gì. Ngươi nên hiểu ta đang nói cái gì. Ta không hiểu. Tối qua chính là ngươi đột nhập vào phủ của ta trộm cáo trạng của Phùng Nhất Quang. Công Tôn Sách, ta không chỉ cảnh cáo ngươi lần này. Ngươi đừng trách ta không khách khí. Đại nhân nói huynh đệ của ta tối qua đột nhập vào phủ có chứng cứ gì? Hôm qua trước và sau khi vụ án xảy ra, hắn không ở trong phủ của ngươi. Đại nhân sao lại biết hôm qua hắn không có ở đây? Hay là tối qua ngươi đến phủ ám sát ta là người của đại nhân? Là thường đại nhân phải đến. Ngươi ăn nói hàm hồ. Xem ra ta không lên mặt thì ngươi không biết huyện Võ Duyên này là địa bàn của ai. Người đâu, lục soát cho ta. Từ đã, sợ à? Ta sợ đại nhân ngài đang lấy quyền ép người, cậy mạnh hiếp yếu. Thường đại nhân, phủ của ta người lục soát tự nhiên. Nếu như không lục soát ra được thì người làm thế nào? Người muốn làm thế nào? Vậy thì chính là trong lòng người có quỷ, sợ bị lộ con quỷ đó ra, muốn xóa sạch manh mối. Khốn kiếp! Thường Thanh, bổn quan một mực nâng đỡ ngươi để ngươi tiếp nhận chức chi huyện Võ Duyên, nhưng ngươi làm bổn quan quá thất vọng. Công Tôn Sách một tên qua chiêu nhỏ nhau mà dọa ngươi sợ sệt như thế. Đại nhân, xin người dạy bảo để cái rắm. Ta đã để Lục Phong Xuân đi giết Ngô Quán để cảnh cáo, tại sao ngươi còn không biết nặng nhẹ dội dàng đi giết hắn? Mong đại nhân bớt giận. Thích khách Công Tôn Sách là ý của tiểu nhân. Phong Xuân, ta niệm tình ngươi có công lao bảo vệ ta, để cho ngươi giữ chức hộ vệ lục phẩm. Công văn của triều đình sắp đưa xuống rồi. Ngươi lẽ nào muốn tự hủy hoại bản thân sao? Thuộc hạ phát hiện Công Tôn Sách không theo kế hoạch của chúng ta nên mới hồ đồ.
Nếu như công tôn sách chết ở huyện Giở Duyên, tình mà thanh thiên kia sẽ để yên sao? Đại nhân, chuyện này đã sai rồi. Chắc chắn tình công tôn sách chắc chắn sẽ không bỏ qua. Đại nhân, vẫn mong ngài chỉ thị. Chỉ cần Trần Hoài Nghiệp không cổ vũ hắn, công tôn sách ở Ung Châu sẽ không rời đi. Nếu như thật sự muốn loại trừ hắn, cũng không phải cách đó. Bên kia, mau. Nào nào nào, mau, bên này. Hai người cẩn thận, huynh đệ. Lần này là đại sự và hỷ sự của phủ chúng ta. Chúng ta phải lanh lẹ lên. Mấy năm nay các con đều ở Giở Duyên, đoán là ta sẽ có mấy đứa cháu để ôm rồi. Cơm ngon, không sợ muộn. Mấy ngày nữa ta đã hoàn thành tâm nguyện của mình rồi. Thiếu gia, chi huyện Ung Châu gửi đến thiệp mời. Xe ngựa đợi ở ngoài. Nương, Trần đại nhân mời con đến phủ một chuyến, nhân tiện gửi thiệp cho mấy. Công tôn đại ca, Thường Thanh vừa đến làm loạn không loạn, Trần Hoài Hiệp lại mời huynh đến phủ kể chuyện. Từ xưa đến nay quan lại bao che cho nhau, trong huyện này không phải là có ân tình gì chứ. Mộc Hoa nói đúng. Sách Nhi à, hay là con đợi thêm một lúc, đợi Dương Triều đi dạo về thì đi cùng với con. Nương, Mộc Hoa, hai người yên tâm, con tự biết đối phó. Con đi đây, cẩn thận đó. À Phúc, có, ngươi mau đem vài người ra đường, tìm Dương Triều huynh đi, nhắn huynh ấy nhanh chóng tới phủ Ung Châu. Vâng. Chương 4. Ngày đại hôn của tiên sinh, bổn quan nhất định đến chúc mừng. Trần đại nhân, lão gia, nghe nói có khách quý đến, thiếp đích thân xuống bếp làm món ăn này. Mời. Phu nhân vất vả rồi. Ta không phải phu nhân. Phía trước còn có mấy người xếp hàng nữa. Tiên sinh gọi ta là Như Yên là được rồi. Học trò không dám. Tiên sinh mau ngồi đi. Công tôn tiên sinh. Mời. Mời. Lão gia, tam phu nhân đột nhiên không khỏe, ngất rồi. Công tôn tiên sinh, thất lễ trước. Đại nhân, tại hạ hiểu chút y thuật, để ta cùng đại nhân đi xem. Không cần làm phiền tiên sinh, ta đi rồi về ngay. Đại nhân, mời. Như Yên, đừng có thêm phiền phức cho ta, thay ta bồi công tôn tiên sinh. Dân, lão gia, đa tạ đại nhân. Phu nhân, trong phòng nóng bức, phiền phu nhân mở cửa ra. Nghe lão gia nói công tôn tiên sinh cầm kỳ thi họa tinh thông, tiểu nữ tử bất tài lại thích tài nghệ, đóng cửa vào là sợ hạ nhân làm phiền. Ta nghe tiên sinh dạy bảo. Tiên sinh, mời ngồi. Phu nhân, mời. Công tử, mời. Được, phu nhân, mời. Tiên sinh không cần cẩn thận như vậy. Hôm nay tiểu nữ ta... Phu nhân, xin tự trọng.
Ta thích dáng vẻ đứng đắn này của công tử. Tam phu nhân bị bệnh là giả, lật đổ Phan Dân Tử mới là thật. Lão già chút nữa sẽ không quay về ngay đâu. Cáo từ, con tu sách. Ta đối với ngươi như khách, ngươi lại khi dễ ta như vậy. Buông tay. Người đâu, có người khi dễ ta. Người đâu, có người phi lễ ta. Buông tay, có người khi dễ ta. Người đâu? Công tôn sách, Trần đại nhân, đây ta có lòng tốt mời ngươi đến phủ làm khách, ngươi lại dám làm ra loại chuyện này. Vị thiếu ca này là gia đình của Trần phủ sao? Làm gì có chuyện đó? Mau thả người ra. Dương Triều, không được ra tay. Đám người chó chết này không đáng, không thể làm ta hết giận. Dừng tay. Để làm việc cho đất nước, phải nghĩ cho thiên hạ. Không nên chỉ niệm tình huynh đệ chúng ta. Công đạo trong tâm, triều đình tự có pháp độ, chân tướng sẽ có ngày sáng tỏ. Công tôn đại ca, đi. Lục hải ba đào tiệm tiệm thẩm, nhất hồi quy mộng chỉ ngàn vàng. Lục hải ba đào. Lục. Đưa phạm nhân vào. Quy vũ. Đại nhân, phạm nhân đã đến. Công tôn sách, ngươi thật to gan, trên công đường mà còn dám ngạo mạn như vậy, còn không quỳ xuống cho bổn quan. Phán quan đại nhân, công tôn sách ta tuân thủ pháp độ, quỳ cũng chỉ quỳ pháp độ chứ không phải là phán quan. Công tôn sách, bây giờ Trần đại nhân tri huyện Ung Châu, phi lễ với ái phi của hắn, không được đã ra tay giết người. Người có nhận tội không? Xin hỏi Trần đại nhân, thiệp gửi đến phủ của ta, giữa đường mượn cớ rời đi, Lữ Như Yên đóng cửa phòng, nói chuyện bất kính với tại hạ, hành vi không đứng đắn. Nhưng Trần đại nhân lại ra tay với bữa tiệc của chính mình, làm gì có lý đó? Người giết ái thiếp Như Yên của ta, còn vu oan cho ta. Tôn đại nhân, loại người như thế này, không những không trả lời người, mà hắn ngược lại còn lương lẹo khinh thường công đường. Người đâu? Dùng hình. Ta xem ai dám. Kẻ này dám xông vào náo loạn công đường. Dương Triều hộ vệ đai đao lục phẩm phủ khai phong hạ lương Đông Kinh. Người đâu? Đuổi tên làm loạn này ra cho ta. Không được hỗn sự. Dương Triều, ngươi nhậm chức phủ khai phong, trái lại ngươi không biết làm loạn công đường sẽ phải chịu tội sao? Ta xông vào công đường là bởi vì ngươi biết luật nhưng lại phạm luật, từ đó công tư không phân minh. Hơn nữa chưa rõ trắng đen đã tự ý hành hình. Thực ra ta có chứng cứ, người phạm tội là người khác.
ngươi nhận ra hắn. Mặc dù ta không quen hắn, nhưng chính mắt ta nhìn thấy người đó tự nhận là gia đình của Trần Phủ, chạy từ Trần Phủ ra. Người nhìn thấy ta đã chạy trốn, hơn nữa người đó còn có võ nghệ. Cái này thì tính là chứng cứ gì? Ta niệm tình cũ, một lòng bảo vệ Công Tôn Sách, không trị tội của ngươi. Lùi xuống đi. Thông phán đại nhân, Trần đại nhân có người tố cáo, ta đương nhiên có người giúp khiếu nại. Thông phán đại nhân không cho ta nói đã dùng hình, chẳng lẽ muốn dùng hình để ép tội? Hỗn xược, tại hạ không dám. Tại hạ chỉ muốn hỏi Trần đại nhân, tại sao lại cố giúp Liễu Như Yên kịp thời? Đại nhân và Đinh Gia lại nhanh chóng chạy qua đó. Lẽ nào Trần đại nhân biết ta sẽ phi lễ Liễu Như Yên à? Mà đến trước chuẩn bị vậy? Ngươi! Ta sớm đã nói, phi tiêu từ ngoài cửa sổ vào, nhưng sau khi hung thủ giết hại Liễu Như Yên, nhanh chóng chạy trốn, nhưng chưa kịp đóng cửa sổ. Ngươi có thể nói, ta mở cửa sổ để bao biện cho bản thân, cũng có thể không tin Dương Triều gặp người bỏ trốn ở quý phủ. Nhưng Liễu phu nhân cuối cùng chết trong tay ai, do ai mà chết? Ta nghĩ Trần đại nhân sẽ không có phán đoán. Tôn đại nhân, ngươi từ trước tới nay công minh liêm chính, bản án này ngài định đoạt thế nào? Vậy theo Trần đại nhân thấy thế nào? Theo ta thấy, hay là giam Công Tôn Sách lại để hỏi tội, tránh cho người khác đàm tiếu, nói chúng ta hãm hại Công Tôn Sách, coi thường mạng người. Ngươi là tri huyện Côn Châu, vụ án này nên do ngươi thẩm án. Ngươi sợ hiểm nghi mới mời ta đến đây ra mặt. Nếu đã như vậy thì làm theo Trần đại nhân đi. Người đâu? Đưa Công Tôn Sách vào đại lao. Sách Nhi bị bắt vào đại lao sao? Bá mẫu, ta đã nói tấm thiệp mời kia có hiểm nghi mà. Bây giờ Công Tôn đại ca bị hãm hại như vậy thì làm sao bây giờ? Chuẩn bị xe. A Phúc, A Phúc. Có phu nhân. Chuẩn bị xe, ta phải đích thân đến phủ Khai Phong tìm Bao đại nhân. Bao đại nhân nếu như không quan tâm, ta sẽ điều mạng già này đi cáo trạng. Bá mẫu, ngươi đừng vội. Công Tôn đại ca mặc dù rơi vào bẫy, nhưng trước mắt không nguy hiểm tới tính mạng. Vốn dĩ tại hạ cũng muốn về kinh xin ý kiến của Bao đại nhân, nhưng Công Tôn đại ca dặn dò tại hạ không được hành sự như vậy. Tại hạ nghĩ huynh ấy đã có chủ ý riêng, nhưng nó đã vào đại lao rồi, còn nghĩ ra chủ ý gì nữa chứ? Bá mẫu, người yên tâm, còn có tại hạ, còn có con nữa. Từ hôm nay trở đi, một ngày ba bữa, con sẽ đưa cơm cho huynh ấy. Bọn cẩu quan đó không có người nào tốt. Ta không nên nghe lời đồn của ngươi. Kết quả hại người hại ta, hại nhi của ta mất mạng. Trần đại nhân, đây đều là vì muốn tốt cho người. Người nghĩ xem, tiền trợ cấp nạn đói là do người phát, nhưng giữa đường lại bị người khác ôm mất. Người thấy người có thể thoát khỏi liên can không? Nếu như Công Tôn Sách mà xin công văn từ Ba Thanh Thiên, nếu như hắn truy cứu không ra tiền trợ cấp, Trần đại nhân, người đầu tiên chịu tội chính là người đấy. Ta hồ đồ. Ngươi, Như Yên là do ta hại nàng, là Công Tôn Sách giết Liễu Như Yên. Hắn vì bảo vệ sự trong sạch nên lỡ tay giết người, cái này ngươi còn chưa rõ sao?
Vào đi. Đại nhân, nửa đêm gọi tiểu nhân vào phủ, không biết có điều gì muốn dặn dò. Dương Triều nói, nhìn thấy ngươi rời khỏi Trần phủ, có chuyện này không? Ta dám đảm bảo, hắn chắc chắn không nhận ra. Kẻ nào? Có thích khách. Có thích khách. Có thích khách. Không cần đuổi. Dám trà trộn vào phủ của ta thì đây là lần đầu tiên. Nhất định là Công Tôn Sách chưa chết tâm. Sau này không có lệnh, ngươi đừng đến đây. Thuộc hạ tuân lệnh. Lục hải ba đào, tiệm tiệm thấm, nhất hồi quy mộng chỉ ngàn vàng. Xem ra Lục Xuân Phong quả nhiên không hề đơn giản. Chỉ đáng tiếc ta không hoàn thành việc huynh giao cho ta. Không nghe được bọn họ đang nói cái gì. Bọn họ nói cái gì đã không còn quan trọng nữa. Lẽ nào huynh đã đoán được Lục Xuân Phong sẽ đi tìm Tôn Ninh An, vì vậy mới bảo ta đến đó dò thám tình hình? Không phải. Trên công đường, ta chú ý đến Trần Hoài Nghiệp và Tôn Ninh An, thái độ trước sau thay đổi. Thực sự muốn dồn ta vào chỗ chết, không phải Trần Hoài Nghiệp, mà là Tôn Ninh An. Tôn Ninh An ngăn cản ta truy cứu vụ án của Phùng Nhất Quang. Mục đích là gì? Chẳng lẽ hắn liên quan tới vụ thất thoát ngân lượng? Cho dù không có quan hệ trực tiếp, e là cũng liên quan tới việc bao che cho người khác. Tiểu nương tử, qua đây. Đến đây, tiểu nương tử. Đến đây, tiểu nương tử. Tiểu nương tử như bên này, qua đây. Đừng đi, đừng đi. Tiểu nương tử mang đồ gì ngon thế, cho ta nếm thử đi. Cô nương, cô nương. Một cô nương, không sao chứ. May mà có huynh tới kịp thời, có thể dọa bọn chúng. Ngươi nhớ cho ta, lần sau còn dám động tay động chân, ta sẽ bẻ gãy cổ các ngươi. Đại ca, tiểu nhân không dám bắt nạt cô ta nữa. Tay tiểu nhân sắp bị cô ta bẻ gãy rồi. Tiểu nương tử đó ra tay thật tàn nhẫn. Công Tôn đại ca, Mộc Qua, sao muội lại đến đây? Công Tôn đại ca, để huynh chịu khổ rồi. Yên tâm, ta không sao. Muội đem ít đồ ăn tới cho huynh. Muội lo đồ ăn ở đây không sạch sẽ, bọn họ sẽ hại huynh trong này. Mà ăn lúc nóng đi. Muội đem cho huynh một ít quần áo mới. Không còn sớm nữa, muội về trước đây. Công Tôn đại ca, nhất định phải chăm sóc tốt bản thân. Đi đường cẩn thận, bảo A Phúc đánh xe chậm thôi. Một cô nương. Công Tôn đại ca, một cô nương từng luyện võ công sao? Mộc Qua cầm kỳ thi họa, còn về võ công, thêu thùa, nhảy múa quả thật không tồi. Đúng rồi,
Tôn Ninh An và Lục Xuân Phong chắc không ngờ đến. Đêm qua người xông vào phủ chắc hẳn lại là đệ. Vì vậy sau này đừng đi theo Lục Xuân Phong nữa. Như vậy chúng ta lùi một bước, quan sát động tĩnh của Tôn An Ninh. Lão hồ ly đó cuối cùng cũng lộ đuôi rồi. Cái gì? Huynh nói Trần Hoài Nghiệp âm thầm ám sát Công Tôn đại ca. Sư huynh, bây giờ chỉ có huynh mới có thể ra mặt cầu tình cho Công Tôn đại ca. Sư muội, lúc đó muội không nói như vậy. Bây giờ trong lòng muội chỉ có Công Tôn Sách. Lẽ nào muội không hiểu tình cảm ta dành cho muội sao? Ban đầu ta lấy chức danh bổ khoái để vào huyện này là vì muốn báo thù thay cho muội. Ta vì muội mà cái gì cũng làm. Không ngờ đột nhiên lại xuất hiện một tên Công Tôn Sách. Nếu không muội đã là người của ta rồi. Phải trách tạo quá trêu người. Sư huynh, bây giờ thù của muội cũng báo rồi. Huynh đừng lưu luyến quan trường nữa. Ta không từ chức không phải vì ta lưu luyến quan trường. Ta không giết Tôn Ninh An là bởi vì ta sớm biết việc trộm ngân lượng của đợt thiên tai. Chúng ta là người có võ công, cuối cùng phải thay trời hành đạo. Vì vậy ta muốn tìm lại ngân lượng để chỉ cho bách tính người nghèo của huyện Võ Duyên. Nếu như huynh đã có tấm lòng này, sư huynh. Cầu xin huynh hãy cứu Tôn đại ca. Kẻ nào? Dương Triều. Đi. Đứng lại. Người rốt cuộc là ai? A Phú, mau lên. Cha. Lục soát bên kia, không để Công Tôn Sách chạy trốn. Báo cáo đại nhân, đã lục soát hết rồi, không tìm thấy. Chạy rồi. Mộc Qua, mẹ tỉnh rồi. Đây là đâu? Chúng ta đi đâu? Bây giờ thế này, chúng ta chỉ có thể đến phủ Khai Phong tìm bao đại nhân làm chủ. Lại đã cứu con. Không biết khi Mộc Qua phát hiện ra con đã ngất ở trong giường. Bên cạnh con có cái này. Trần Hoài Nghiệp bí mật hại người, người qua đường thấy bất bình cứu giúp, mong đảm bảo được tính mạng, nhanh chóng rời khỏi. Dương Triều ca không ở đây. Huynh ấy ở lại Võ Duyên thay huynh thăm dò tin tức. A Phú, dừng xe. Sách Nhi, con muốn làm gì? Nương, người cứu con đã giết rất nhiều cai ngục. Nếu như lúc này con đi, vậy thì cứ nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Đến bao đại nhân cũng không bảo vệ được con. Há không phải trúng kế bọn họ sao? Sách Nhi, nếu như con không đi,
Vậy thì chỉ có chờ chết thôi. Nương, đến phủ Khai Phong không được, ở phủ Dở Duyên cũng không được. Hay là chúng ta tìm nơi không có người biết, chăm sóc bá mẫu đến già, như vậy không được sao? Mộc Hoa, Mộc Hoa nói cũng có lý. Nương, Mộc Hoa, đừng khuyên con đã quyết. Đại nhân, bẩm báo đại nhân, Công Tôn Sách và người nhà đã chạy trốn hết rồi. Ở nhà sớm đã không còn ai. Cái gì? Mong đại nhân ra thông báo truy nã Công Tôn Sách. Báo, báo cáo đại nhân, Dương Triều cầu kiến. Đưa hắn vào đây. Dân. Dương Triều, ngươi thật to gan, có phải là ngươi làm không? Hai vị đại nhân, có thể để ta kiểm tra một chút không? Trần đại nhân, người giết Cây Ngọc và giết quý phu nhân đều là một người ra tay. Người nói hung thủ là cùng một người, có chứng cứ gì? Đại nhân, người xem, tuy là hung khí không giống, nhưng vị trí đao cắm vào người phu nhân đều bị phi tiêu mà chết. Hơn nữa kỹ thuật đều là do tay trái phi. Lục bổ đầu, ngươi cũng là người có pháp lực cao cường, không ngại để ta đích thân kiểm tra chứ? Đại nhân, hắn nói không sai, quả thực đều là một người làm. Công Tôn Sách, hai vị đại nhân, ta về rồi. Nếu như ngươi đã biết pháp độ, vậy ta không truy cứu nữa. Có điều, ngươi phải giao hung thủ giết Cai Ngục ra đây. Trần đại nhân, hay là xem trước cái này. Sao lại có việc đó? Rõ ràng có người hãm hại bản quan. Ta biết chuyện này không liên quan gì tới Trần đại nhân, là có người muốn mượn danh ngài để cướp ngục. Xin hỏi thông phán đại nhân, bây giờ người đó ở đâu? Không gặp người phạm tội, bản quan sao biết được? Người này sau khi cứu ta, nếu như theo ý của hắn rời khỏi Ung Châu, vậy thì hậu quả sẽ như thế nào? Bổn quan bắt buộc phải phát công văn hải bộ, bắt ngươi vào nghi án. Nói hay lắm, đây chính là mục đích của hắn. Thứ hai, cho dù sau khi ta có thể trốn khỏi Ung Châu, cũng không dám dễ dàng xuất đầu lộ diện, vậy thì không ai truy cứu bí mật của hắn nữa. Nó có đúng không? Người có nhìn rõ người đó không? Hắn đương nhiên không dám để ta nhận ra hắn. Có điều ta dám đoán, người này là hung thủ thực sự giết Thường Thọ, cũng là người thực sự trộm cắp tiền trợ cấp của triều đình. Giết gia phụ và nuốt mất tiền trợ cấp, Mã Nhất Quang đã bị trừng trị. Còn người nào nữa chứ? Trần đại nhân là quan đại nhân của Ung Châu thấy thế nào? Người đâu? Bắt Công Tôn Sách vào phòng giam. Bổn quan tự mình đi điều tra. Thank you.
Công Tôn tiên sinh, mời vào bên trong. Mệnh Dương Kiều, ngãy hẹn gặp tại hạ. Người có chuyện gì không tiện nói? Liễu phu nhân mất, ta thật sự thấy tiếc. Chuyện này không nhắc nữa. Hôm đó ở trên công đường, Tôn đại nhân khí phách ép người. May mà Trần đại nhân giúp ta tỉnh ngộ, ông ấy mới để ta được miễn tội chết. Ta cuối cùng tin tưởng vào tâm ý của Trần đại nhân. Trách thì phải trách bản thân ta hồ đồ, hại người, hại mình. Công Tôn tiên sinh, ngồi xuống nói chuyện đi. Ngươi thật sự nắm chắc điều tra ra được hung thủ thực sự của vụ Thường Thọ và số tiền bị mất sao? Không phải tại hạ, mà đại nhân có thể làm được. Lần trước nghe Trần đại nhân nói, tiền trợ cấp của huyện Giỏ Duyên là do đại nhân ngài đích thân phân phát. Chắc là các huyện khác cũng thế. Những chuyện này Tôn Thông Phán lười để ý tới. Đại nhân có từng nghĩ tiền trợ cấp vốn dĩ dùng để cứu bách tính, triều đình sớm muộn gì cũng điều tra đến, là tri huyện của Ung Châu, Trần đại nhân sao có thể thoát tội này? Đại nhân không điều tra rõ vụ này, cứu bách tính Ung Châu để lưu lại danh tiếng nghìn đời sao? Công Tôn tiên sinh, xin chỉ giáo. Tự nhiên đột ngột huyện Giỏ Duyên bị thất thoát 4.000 lượng cứu tế, khó quá. Ta nói kể cũng lạ, hai rương đựng vàng kia tự nhiên biến mất, ngay cả giấy niêm phong cũng chưa từng động vào, nhưng bạc trong đó lại mất tích. Mong đại nhân nói rõ. Mã Nhất Quang sau khi giết Thường Thọ, Tôn Ninh An đem ngân lượng trước đây có Thường Thanh đến. Mỗi một cái rương chỉ có hai tầng trên là có ngân lượng, còn bên dưới toàn là đá. Chương 5. Tôn đại nhân, Trần đại nhân, sao người không cùng ta thương lượng, đã tự mình thả Công Tôn Sách? Bổn quan đã thẩm tra hắn hai lần, không đủ chứng cứ chứng minh Công Tôn Sách giết Như Yên. Bổn quan đã chịu báo ứng, không muốn tạo nghiệp nữa. Nhưng hắn thích lễ với Liễu Như Yên, Công Tôn Sách sao lại phi lễ Như Yên? Lẽ nào đại nhân đã quên nguyên nhân trong đó? Ta là thông phán của Ung Châu, theo như luật pháp của triều đình, thông phán có quyền cùng tri huyện xử lý công vụ. Trần Hoài Nghiệp, ngươi đang coi thường bổn quan sao? Không dám. Bổn quan đã cùng Công Tôn Sách nói rõ, thả hắn là chủ ý của Tôn Thông Phán. Tôn đại nhân, nếu đã không có tội, cùng ta đến đó thưởng một bát thế nào? Nương, có Phật tổ bảo hộ, con cuối cùng cũng bình an trở lại. 3 ngày sau, con và Mộc Hoa nhanh chóng thành hôn. Thành hôn xong, con mau đưa Mộc Hoa rời khỏi cái đất thị phi này. Nương, không phải con không tuân theo lời mẹ. Lần này từ đại lao ra, con đã bảo đảm với Trần đại nhân, trong vòng 7 ngày sẽ điều tra ra số tiền trợ cấp. Nương,
Mộc Hoa. Mộc Hoa. Xin lỗi. Đợi ta phá án xong vụ này, ta và nàng thành thân. Nếu như trong vòng 7 ngày không phá được án thì sao? Há không phải lại phải quay vào nhà lao sao? Công Tôn đại ca, thời hạn 7 ngày, gián cược này quá lớn rồi. Vụ án này quan trọng nhất là trên người Lục Phong Xuân. Lục Phong Xuân chúng ta vẫn luôn hoài nghi hắn có vấn đề, nhưng hắn lại không lộ ra bất cứ dấu vết nào. Quynh cũng nghe được từ Trần đại nhân, từ Châu Phủ giao ra tiền tệ trợ cấp. Người vận chuyển về huyện Võ Duyên chính là Lục Phong Xuân. Lục Phong Xuân chắc chắn là đã động tay động chân ở trên đường. Có thể suy đoán hắc y nhân che mặt ngăn cản chúng ta ngày hôm đó chắc chắn là hắn. Ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Chúng ta cần phải tìm chứng cứ từng bước một. Ai? Sư muội. Là muội à? Người biết phi tiêu, biết phi cũng biết bắt. Lục Xuân Phong từng hướng vào đệ phi tiêu, giống như Liễu Như Yên và Ung Châu bị giết chết như nhau. Nhưng từ điểm này, chúng ta vẫn không thể định tội hắn. Có người. Một cô nương, mời vào trong. Mộc Hoa, muộn vậy rồi, vẫn chưa ngủ à? Ta thấy huynh và Dương Triều đại nhân đang bận, nên đã pha một ly trà mang qua đây. Trời không còn sớm nữa, muội về nghỉ ngơi sớm đi. Dương Triều huynh, Lục Xuân Phong còn có điểm đáng nghi gì không? Lúc đó hắn từ trong phòng chạy ra, ta nghe hắn gọi sư muội, sư muội, sư muội. Đúng vậy. Công Tôn đại ca, một cô nương biết võ công sao? Công Tôn đại ca, huynh làm sao vậy? Ta vừa nhớ ta vừa mới pha trà xong, chuẩn bị đưa qua cho Tôn đại ca, đột nhiên giữa đường. Công Tôn đại ca, Công Tôn đại ca. Ta không sao. Dương Triều, không còn sớm nữa. Đệ cũng mệt cả ngày rồi, về nghỉ sớm đi.
Để nghỉ ngơi sớm đi. Phùng thị, xem ra ta không cần dùng hình. Người đâu? Có. Mau đưa đem tiểu tử này ra đánh 50 trượng. Đại nhân, không được. Nương, đừng đánh con trai ta. Ta gia còn không được sao? Con trai, nói mau. Nương, sau khi uống rượu, phu quân từng nói với ta, ông ấy phát tài ngoài dự liệu. Hắn giấu ở đâu? Dân phụ không biết. Phu quân chỉ từng nói với ta, giấu ở một nơi bí mật. Bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp, không thể lấy về nhà. Nương, nương. Các vị hương thân phụ lão, Phùng Nhất Quang ăn cắp tiền trợ cấp, Phùng thị đã nhận. Thường tri huyện đã quyết định bán tài sản của Phùng thị. Nếu như không đủ, Thường tri huyện sẽ tự mình bổ sung vào. Thanh Thiên, đa tạ. Đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân. Lúc đó hắn từ trong phòng chạy ra, sau đó hắn gọi: sư muội, sư muội. Lần này ra khỏi nhà lao, con đã bảo đảm với Trần đại nhân, trong vòng 7 ngày cho ra tiền trợ cấp. Công tôn đại ca, công tôn đại ca, đúng như huynh dự đoán, Tôn Ninh An đã không đợi được nữa, bắt đầu hành động rồi. Phùng thị bị Thường Thành ép buộc, đã ký vào giấy khai thừa nhận là Phùng Nhất Quang trộm tiền trợ cấp. Thường Thành, 7 năm trước cha hắn Thường Thọ tạo ra nổi oan cho Mộc gia, bây giờ hắn lại tạo án. Làm gì có chuyện dễ dàng cho hắn như vậy? Có điều, theo như đệ âm thầm quan sát, Lục Phong Xuân và đám bộ khoái trong cuộc sống đều có dáng vẻ nghèo kiết xác. Đổi lại nếu đệ là Lục Xuân Phong, đệ sẽ chia cho đồng bọn chứ? Đúng đó, bọn chúng còn phải về nhau mong bàn giao, đương nhiên không thể cùng nhau đem. Vì vậy bọn chúng sẽ tìm một nơi giấu đống vàng này đi. Tiếp đó lại xảy ra chuyện Thường Thọ bị giết, bọn chúng chắc chắn không dám sẽ cất giấu nơi khác đâu. Sách Nhi, Sách Nhi, đã qua 5 ngày rồi, vụ án của các con thế nào rồi? Nương yên tâm đi, con đã có chứng cứ chứng minh Lục Phong Xuân, bổ đầu huyện giám sát tiền trợ cấp, đã tham ô tiền của triều đình. Con đã quyết định kế hoạch dụ rắn ra khỏi hang. Tốt quá, đợi các con làm xong, ta có thể yên tâm cho các con thành thân rồi. Vâng. Mau đi đào bảo vật thôi. Mau lên đi thôi. Các người đang làm gì thế? Tìm bảo vật. Lục bổ đầu, hay quá. Cũng không biết ai loan truyền tin đồn, nói rằng Võ Duyên trong bảo vật của triều đình. Lão bách tính điên cuồng, đi đào mấy ngày nay rồi, nhưng muốn lật cả cái huyện Võ Duyên này lên. Đào bảo vật, mau lên, mau lên. Chương 6. Mau lên, mau lên, đào bảo vật, mau đào đi. Mau đào lên, nhẹ tay thôi, mau đào lên, mau lên.
Đào được rồi, đào được rồi. Lục Bổ Đầu, vẫn may không bị người dân đào được. Nhấc lên đây. Nào, nhẹ thôi. Khiêng cả cái nhỏ kia lên đây. Được rồi. Ôi mẹ ơi, nhiều thế, nhiều thế. Đồ tốt. Mọi người lấy một đỉnh, coi như là thưởng. Còn lại của ta và Tôn đại nhân. Lục Phong Xuân. Quả nhiên là ngươi. Và đúng là các ngươi. Ta đoán không sai mà. Các ngươi hợp tác trộm tiền trợ cấp, tham ô tiền của triều đình. Thân là bộ khoái, ngươi đúng là không có lương tâm. Đừng nói nhảm. Công Tôn Sách chỉ dựa vào hai người, ngươi có thể làm gì được ta? Ra đi. Ta biết muội sẽ đến đây. Mộc Hoa. Sư muội. Quả nhiên là ngươi. Công Tôn đại ca, Thường Thọ là do một mình muội giết, có thể niệm tình cũ, bỏ qua cho sư huynh của muội không? Để huynh ấy phiêu bạt giang hồ. Sư muội, đừng phí lời. Ta và muội liên thủ, dựa vào bọn họ có thể làm được gì chúng ta chứ? Muội xem ai dám ra tay. Ta xem ai dám ra tay. Lục Phong Xuân, ngươi thông minh cả đời, lại nhất thời hồ đồ. Sao lại không ngờ đến đây là Công Tôn tiên sinh đã đào cho ngươi một cái hố để ngươi rơi vào. Công Tôn đại ca, huynh cố ý ở trước mặt ta tiết lộ tin tức của sư huynh là muốn dụ ta ra đây. Ta chỉ muốn chứng minh phán đoán của ta. Huynh nghi ngờ ta từ lúc nào thế? Tối hôm qua, thực ra huynh đã sớm biết là muội rồi. Trong huyện Võ Duyên còn có ai hận Thường Thanh hơn muội nữa? Chỉ có điều trước đó ta căn bản không nghĩ đến muội. Có câu này của huynh, muội cảm thấy đủ rồi. Sư muội, muội nghĩ gì vậy? Bây giờ muội còn nghe hắn ăn nói hàm hồ. Chúng ta liên thủ, không phải không còn cơ hội sao?
Sư huynh, không phải huynh nói tiền trợ cấp không liên quan gì tới huynh sao? Không phải nói chỉ có trọng trách nên mới ở lại quan phủ, chỉ muốn đi cứu tiền trợ cấp sao? Làm người thì phải đi về phía trước. Người phải đi về phía trước, cái này không sai. Người nắm được thời gian, Tôn Ninh An và Thường Thọ gặp mặt. Vì vậy để Mộc Hoa giải dạng thành Phùng Nhất Quang giết Thường Thọ, lại để Mộc Hoa cứu Tôn Ninh An. Một mũi tên trúng hai đích. Để thực hiện lời hứa báo thù của Mộc Hoa, lại bắt được thời cơ phát tài của Tôn Ninh An. Nói hay lắm, Công Tôn Sách. Lúc đó ta không nên cứu ngươi ra khỏi nhà lao, giết ngươi luôn. Cẩn thận. Mộc Hoa, các ngươi đều là đồng phạm, không đến nỗi phải chết. Nếu như muốn chết thì mũi tên này sẽ thành toàn cho các ngươi. Người biết sai ở đâu không? Ta nói cho người biết. Tiền tài, quyền lực, nữ nhân, như đều muốn có. Tham vọng quá lớn nên âm mưu mới không đạt được. Người đâu? Đưa đi. Bảy năm trước, muội rời khỏi Võ Duyên. Muội hoang mang vô định, có lẽ là ý trời. Muội gặp được một cao nhân, muội thấy hy vọng được báo thù cho cha mẹ. Muội là theo cao nhân này bái sư học nghệ. Năm đó nếu như ta không tức giận rời đi, hoặc ta cứ nửa tháng về một lần, có lẽ tất cả sẽ không xảy ra. Công Tôn đại ca, huynh biết lúc đó muội tại sao muốn giết cả Tôn Ninh An không? Lúc muội dễ dàng trở thành Phùng Nhất Quang, dựa vào cửa nghe bọn chúng nói chuyện. Triều đình phát xuống 4.200 lượng bạc cho huyện Võ Duyên,
Không biết Thượng đại nhân chuẩn bị xử lý thế nào. Đại nhân, dân tị nạn nhiều như vậy, 4.000 lượng bạc có ích gì chứ? Không sai, ta cũng đang lo lắng việc này. Vì dân tị nạn, ta đã tận lực rồi. Nhà ta từ nhỏ tới lớn, cơm cũng không nuốt trôi. Chuyện này người khác không biết. Thượng đại nhân, ngài nên rõ điều này. Ta biết, ta đương nhiên hiểu. Quang Tôn đại nhân, ngài quyên góp 3.000 lượng. Ta không thể để đại nhân ngài rút tiền túi ra. Có quyền sử dụng tiền dân tị nạn rồi. Thượng đại nhân, đúng là đã phí sức rồi. Đại nhân, mời. Muội nghĩ đến Tôn Ninh An ngăn cản muội điều tra vụ án có liên quan đến vụ tiền trợ cấp, lại chưa từng nghĩ hắn lại là người ngay thẳng. Mộc Hoa, cảm ơn muội đã nói với ta những điều này. Công Tôn đại ca, nếu như có kiếp sau, huynh có đồng ý lấy muội không? Ta bằng lòng. Muội có tha thứ cho huynh không? Mộc Hoa, Công Tôn đại ca, may quá ta đã về rồi. Ta phải đường hoàng cưới muội vào cửa. Mộc Hoa, có hiền thê như muội, Tôn Sách ta không cầu gì hơn. Thanh Thiên đại lão gia, Thanh Thiên đại lão gia, đa tạ Thanh Thiên đại nhân đã làm chủ cho bọn tiểu nhân. Thanh Thiên đại lão gia, cảm ơn đại lão gia. Ngươi thân làm quan phụ mẫu của huyện, lại coi thường tình dân, lại dám tham ô tiền cứu trợ của triều đình để trục lợi cho bản thân mình. Phủ Ôn Châu lại có những kẻ như ngươi làm quan, đã khiến sinh linh lầm than, tại sao lại dám hoành hành như thế chứ? Thanh Thiên đại lão gia, đa tạ
Đa tạ. Đa tạ Thanh Thiên đại lão gia. Công tôn tiên sinh. Công tôn tiên sinh. Bách tính đã tung hô ta rất nhiều đó. Liên tiếp phá ba vụ án, xử lý vụ tiền trợ cấp dân nạn, để ta và Dương Triều áp tải Tôn Ninh An vào kinh thành. Những việc này đều là công lao của Trần đại nhân. Công này là của ngài. Bổn quan thật hổ thẹn. May mà có hai vị. Trần đại nhân không cần như vậy. Theo ta thấy, toàn bộ đều là công lao của Mộc cô nương. Nếu không phải Mộc cô nương giết Thường Thọ, tiền trợ cấp sẽ không đến được tay người dân nhanh như vậy. Ung Châu cũng tránh được một vụ thiên tai. Công tôn đại ca, để Mộc cô nương xem đi.